これが本当のベトナムですから。あ、なんだ。でも、ご飯結構で。はい、そういう感じで、あの日本のスタイルみたいだからです。ママ、in taxi。タクシー。おー、どん。Sáng có thể đi tập thể dục đi đường này lên。Toilet。No, so. So this man.This is one of the hideouts during the Vietnam War, and it's not being used right now, but it's one of the things that still keep in pristine order. This is the place, Di Chinh Thi Sa. I can't read it. If everybody can read, please read for me. Thank you.Thì xuống sắp sắp hướng dưới đây nè. Rồi thi vào đi. Phải chạy canh cái dây. Xong như nữa thi.